Rồi, nói tôi mến chào cả nhà nhá. Bài hiện tại hôm nay là đu bám theo trào lưu. Đấy, đu bám theo trào lưu nhà mình cũng đua đòi học theo người ta là đến cái khu này để chuẩn bị lên một chiếc gọi là du thuyền tại Nha Trang. Nha Trang chỉ có một chiếc du thuyền thôi, có hai chiếc, ba chiếc, nhưng mà một số chiếc kia là ít khách không hoạt động và chiếc này là hoạt động nhiều nhất. Đó, buổi tối nay chúng tôi sẽ đi cái tour du thuyền, nhưng mà không phải đi là bình thường. Hôm nay chúng tôi sẽ đi tour du thuyền và để ngắm Drone Line. Drone Line được tổ chức ở bên Vinpearl Nha Trang, thì sẽ có rất nhiều vị trí để ngắm. Thì chúng tôi hôm nay quyết định là đi cái tour du thuyền này, một là để trải nghiệm tour du thuyền và hai là để ngắm Drone Line ở bên Vinpearl. Rồi, mời các bạn cùng theo chân chúng tôi. Ok, let's go. Lần đầu tiên với sự xuất hiện của Nu Nha Trang này, quá đẹp luôn, quá sexy luôn. Bọn anh cũng vừa làm tô phở rồi. Kêu đi ăn sớm mà không kêu. Như các bạn đã biết thì một vài lần trước mình cũng có qua đây rồi, nhưng mà chỉ qua đây tham quan cái gói là uống cà phê và ăn sáng thôi. Mình đã biết cái bãi này là họ đậu tạm cái du thuyền ở đây rồi, nhưng mà mình chưa có dịp đi. Đó. Hôm nay là mình đi thử một lần. Cái sự kiện tối nay là rất chi là hot và rất chi là nóng. Sau khi công bố 200 vé trong vòng nửa ngày là đã hết vé rồi. Đến vào luôn. Lấy căn cước. À, cái này là mình đeo vào tay. Dạ, mình đeo vào tay để mình lên tàu á anh. À, đeo vào tay lên tàu. Dạ, cuối giờ thì gọi lại cho nhân viên bên em nhé. Cái gói này là được tặng bia hoặc nước ngọt. Dạ đúng rồi, một phần bia hoặc nước ngọt mình sẽ đổi tại quầy ạ. Giữ cúp bông giúp em ạ. Giữ nha. Dạ. Có cần kiểm tra căn cước không? Dạ không cần ạ. Cái kết thôi. Ok, di chuyển. Cái chuyện em ơi. Đó, ngay cái sảnh đầu tiên thì các bạn sẽ được đội ngũ lễ tân là đón tiếp, chào đón và phát cho mình một cái vòng tay để nhận biết là khách hàng đi cái tour du thuyền. Thì qua chúng tôi được tặng nước uống, một là bia, hai là đồ uống. Nha Trang cho tôi gặp Việt Nam thôi. Hả? Dân thường thôi. Gặp Việt Nam tôi. Dân thường. Dân thường thôi. Tôi yêu nhất tôi Việt Nam. Wow, chỗ này nhìn về được hết Nha Trang luôn này. Cất cánh không em? Cất cánh làm tí không? Cho chứ. Ai cấm đâu em. Trong lúc thời gian chờ đợi cái tour du thuyền thì chúng tôi đi một vòng quanh khu này. Ở khu này không ngờ là buổi tối có ca nhạc luôn này. Buổi tối có ca nhạc luôn và họ đang phục vụ ăn uống ở bên này dành cho những khách ở khu resort. Họ đang ăn tối. Resort tuyệt đẹp, khu ăn uống tuyệt đẹp cạnh hồ bơi. Thank you very much. Thank you. Một vị trí ăn tối tuyệt đẹp kèm nghe nhạc cạnh hồ bơi, khu vực bến du thuyền. Thank you.
Tàu du thuyền chúng tôi đang từ từ cập bến kìa. Và bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển ra du thuyền. Bạn Lâm của chúng tôi đang bay flycam ở trên trời kìa, để chụp lại những cái khoảnh khắc đẹp nhất đây. Mọi người đang đứng chờ, xong rồi họ xuất vé, xuất phiếu và chuẩn bị lên tàu. Họ cho từng người đi một để tránh tình trạng là ùn tắc trên cầu. Bây giờ mình tưởng là chờ cái gì, hóa ra là chờ tàu họ trả những cái khách buổi chiều đã. Có khách buổi chiều là cái vé mà 16 giờ chiều cho đến 19 giờ tối. Và chúng tôi tiếp tục đi gói từ 19 giờ cho tới 22 giờ 50. Đây là chờ khách chiều họ quay về thì bắt đầu chúng tôi là di chuyển xuống tàu lấy chuyến tối. Rồi, di chuyển lên du thuyền. Những chiếc du thuyền nhỏ đó là đi ban ngày và đi những đoàn khách nhỏ. Có những chiếc du thuyền nhỏ để dành cho những tour ban ngày, những tour mà ít người. Có bãi neo đậu du thuyền riêng luôn, chia làm từng ô giống như xe hơi. Từ cái ngày mà nó mở bến này mà đúng là lần đầu tiên xuống lên tới đây á, tại vì mấy năm trước họ còn không cho mang máy ảnh ra bến nữa. Chúng tôi là chưa học phép. Là lót tới chốn to nha, dài nha. Theo quan sát thì chúng tôi thấy là có tới 4 tầng lầu, tầng trệt, tầng giữa thì có cửa rèm luôn, có máy lạnh sao á, và tầng 3, tầng trên cùng là view đẹp nhất. Nếu đi ban ngày thì sẽ quay được rõ hơn, tại vì ban ngày thì thiết bị máy quay nó hỗ trợ ánh sáng tốt hơn.
mà kêu êm nha, đúng không? Mang số hiệu là HP 5765, HP là Hải Phòng. Hai lối mà có hai lối cầu thang để lên tầng luôn. Ở bên dưới là những cái phòng VIP. À, ở ngoài hơi nóng xíu nên vào đây rất chi là mát luôn, có máy lạnh luôn, có WC luôn này. À, có WC luôn. Cái nào? À, những cái bàn có tên. Ủa, bàn mình có tên không? Ủa chị, bàn ai cũng có tên hết à? Không, cái này là khách ăn tối anh. Khách ăn tối riêng, còn mấy anh mà dùng cái Rolla thì lên trên. À, lên trên. Dạ, đúng rồi. À, ok. Ở khu vực này dành cho những người họ ăn tối. Còn cái gói Rolla là lên trên lầu. Cái gói này họ ăn tối ở đây, còn nhà mình không có, mình lên lầu. Nhà mình chỉ gói cái tham quan thôi. À, nhưng mà cũng chung mà trên tàu mình ở trên người ta mà. Ồ, lâu lắm rồi phát tướng chứ vậy. Mr. Danh à? Qua đây con. Đi bạn đi. Qua đi. Rồi, ok lấy câu. Wow. Ăn tối xong mới qua chứ. Đúng rồi. Ok đi chuyển lên. Cái trên này là chúng ta tự chọn vị trí. Em tìm cái bàn 5 người đi. Anh chị còn chỗ mà tìm. Nãy giờ anh Lâm lên rồi, anh Lâm không kiếm. Cái kia chỗ nào cũng được. Kiếm đi. Kiếm cái bàn 5 người đi em. Lu bảo lên sớm xong kiếm cái bàn 5 người. Tôi ngồi ở giữa trung tâm luôn. Hôm nay họ tăng cường bàn ở trên phía trên này.
tăng cường bàn, tăng cường ghế. Năm dịch là buôn bán chốt đấy. Cái năm dịch ấy. Cái năm dịch á. À, bắt cô lúng lần à, bắt lần bỏ nghề luôn. Bắt lần bỏ nghề ship luôn. Đâu có đi người nhà mà. Người nhà có 5 người đi ra đây tham quan này cho biết thôi. Chứ chưa đi cái tàu này bao giờ. Tàu to anh nhỉ. Sau khi đổi phiếu lấy đồ uống thì chúng tôi chọn Pepsi và bia. Đó. Bên cạnh đó thì đã đang chuẩn bị lên nhạc. Tàu đang di chuyển mà gần như chúng tôi là không có cảm nhận. Không cảm nhận là tàu đang di chuyển bởi vì nó quá to. Đó, phải gọi là thực sự cảm nhận thì mới biết là tàu đang chạy. Chứ còn nếu bình thường thì không biết tàu đang chạy luôn, chạy rất êm luôn. Chạy mà không có cảm nhận gì đúng không? Chạy mà không biết là đang chạy luôn mà êm mất mức đó mà. Chúng tôi rời khỏi bến du thuyền vào lúc 19:17 ngày mùng 3 tháng 8. Mục đích của chuyến đi lần này là chúng tôi sẽ xem Don Lai ở khu vực Vinpearl. Chúng tôi chạy tới khu vực Vinpearl là chúng tôi sẽ neo tàu lại đó và nghe nhạc, thưởng thức đồ uống, cộng với lại chờ đợi để xem Don Lai lễ hội ánh sáng tại Vinpearl. Và cùng ngắm Nha Trang về đêm từ phía xa. Và ca khúc đầu tiên ban nhạc xin gửi tới quý vị là một ca khúc nhạc ngoại rất là dễ thương được mang tên Dance Monkey. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cô để nhờ cái nhé. Cô trai. Cô để nhờ cái nhé. Just one more time. Ooh, I see.
khúc Một Đêm Xe. Còn bia không? Bia còn không? Còn chưa? Úc Trung nó rùa, đùa Úc Trung. Giao lưu, giao lưu. Xin tặng ca khúc này tới Nguyễn Thị Kim Thoa. Trái tim đừng đã mang mối rối, biết đâu khi ngày mai
buffet trái cây. Buffet trái cây là tự lấy trái cây. Bờ khoảng 2 cây số. Bây giờ đang thời điểm bắn pháo hoa sau khi Tata Show vừa biểu diễn xong. Chúng tôi đã tới gần hơn được với Vinpearl. Tiếp cận gần gần Vinpearl hơn để xem drone ánh sáng. Có chuyện cái
không em đánh. Đó. Lên lên nhạc đó. Ơi, cái đó là giống ở Hà Nội á, lộn gì? Cái đó giống ở Đà Lạt đó. Cái gì đó? Ừ, đúng rồi. Bô Hà Ti Show hả? Ừ, đúng rồi. Không phải á. Con rồng á. Cái này là gọi trực tiếp không hả? Cái này robot rồi, chưa đứng cái á. Cái này thường làm cái người qua bên chút chút. Sao á, không quay được. Sao á? 200 mấy á. Sao á, sao á. Đầu neo sao á. Rồng này, rồng này, con rồng này, con rồng này. Con rồng, con rồng. Thì không á, đúng không? Rồng á. À, nó tiết kiệm pin nữa. Vẫn đang quay á. Mà sao á? Wow, con rồng đẹp quá. Con này chú có mắng luôn rồi con. Tàu neo xa quá nhỉ, nó em tới gần. Đâu có nhà nó sát bên đâu con, bên này bên đảo mà, chủ nhà nó sát bên. Bông cái gì kìa, bông hoa. Chống đồng, chống đồng. Đó là chống đồng á. Chống đồng. Chống á. Đây không phải pháo hoa, cái này là biểu diễn bằng flycam. Xa quá hả? Đây mới có chỗ Winber rồi cho đẹp.
chiếc du thuyền của mình này. Biết Trang Bay chỗ nào kia kìa, Trang Bay kia kìa. Đó, nhà Trang Bay đó. Cái hình chữ C đó. Đâu Trang Bay. Nhà Trang Bay đó. Hình chữ C này này. Sao bữa giờ ở toàn ở bên kia mà. Nhà Trang Bay đó. Ở đây mới đặt sắp này. Đây cũng bình thường, đây bị rẻ mà. Hả? Chẳng sống hết rồi không bay được. Tay này, vẫy tay cười này, cười tươi, vẫy tay cười tươi. Ok, vào rồi các bạn. Đây là đội thứ hai trong chương trình drone ánh sáng. Không có đi làm ở đâu. Hơi xa. Tàu nó neo tận sát kia nhỉ. Đúng rồi, ghế con có mẹ ba vợ. Trên cái máy bay nó gắn đèn sẵn rồi. Trên cái máy bay mà lái cam nó gắn đèn sẵn rồi. Và nó được điều khiển bằng máy tính.
hoặc là cam, không người lái, do điều khiển bằng máy tính. Không, em lần nó bay mấy trăm cái lần á. Trên thân cái máy bay là gắn đèn sẵn rồi, và cái đèn đang điều khiển bằng máy tính, đèn là cái máy bay điều khiển bằng máy tính. Rơi ở Hoàng Kiều quá trời, rơi ngay mé biển. Ủa Trung Quốc sao? Rơi phải đến trăm cái, nó bị lỗi hệ thống á. Cái heo nó chìm với nhau, cái cánh quạt nó chỉ cần cách nhau một tí xíu mà nó đụng nhẹ nhau là rớt à. Thank you.
rơi kìa. Đó rơi à. Wow. Quá thấy rơi đó. Xem lễ hội ánh sáng thì chúng tôi di chuyển từ khu vực Vinpearl để về lại khu vực ở bến du thuyền. Đây. Con tàu chạy rất êm nha, chúng tôi có cảm giác là di chuyển mà gần như là không di chuyển, rất chi là êm luôn. Chúng tôi đã cập bến an toàn và về tới đất liền. Về, tạm biệt. Hôm nay làm gì khó chịu đúng không?